Thời xa xưa có một nơi trong vũ trụ được gọi là thế giới mẹ. Tại đây hơn 1.000 vị vua đã nối tiếp nhau trị vì qua hàng trăm ngàn năm mà không hề bị ai lật đổ. Nhưng do tham vọng quyền lực của dòng dõi hoàng gia mà họ đã vắt kiệt quệ mọi thứ trên hành tinh của mình. Không những vậy, mẫu giới còn đưa quân vào vũ trụ rộng lớn để xâm chiếm mọi lãnh thổ mà mình đi qua. Tưởng chừng vinh quang của thế giới mẹ là bất tận cho đến khi một sát thủ phản bội đã giết hại vua và hoàng hậu khiến huyết thống hoàng gia bị tuyệt tự. Giữa cảnh hỗn loạn sau khi nhà vua băng hà, một số hành tinh bị xâm chiếm ở rìa thế giới mẹ bắt đầu âm thầm phất cờ nổi dậy khởi nghĩa. Thế nhưng mọi thứ đã sớm đi vào trật tự khi một thượng nghị sĩ tên Balisarius đã tận dụng cơ hội này ngang nhiên chiếm quyền rồi tự xưng là nhiếp chính. Để phô trương thị uy sức mạnh mới, ông ta đã trực tiếp cử tay chỉ huy tàn bạo nhất của mình tới rìa ngoài lãnh thổ thống trị của thế giới mẹ nhằm tìm và tiêu diệt những kẻ tự cho mình là quân kháng chiến. Khi này, tại một làng nông nghiệp yên bình nơi mặt trăng xa xôi đang diễn ra buổi lễ ăn mừng cầu cho mùa màng bội thu, trong khi ai nấy đều có cặp có đôi đầu ấp tay gối thì nữ chính Cora và anh thợ săn Gunner lại vêu mỏ ngồi nhìn nhau. Dường như Gunner từ lâu đã có tình ý với Cora nhưng có vẻ cô nàng lại không hứng thú đón nhận chuyện tình cảm cho lắm. Sau buổi tiệc, ông bác Hagen khuyên Cora nên thoải mái một chút vì giờ nơi này giờ đã là nhà của cô ấy. Đồng thời hãy mở lòng với Gunner bởi anh thợ săn là một người tốt. Tuy nhiên với một người lớn lên từ chiến trận như nàng ta thì tình yêu và gia đình là một mơ ước quá xa xỉ với cô ấy. Hôm sau trong lúc đang làm vườn thì nữ chính vô tình phát hiện chiến hạm của mẫu giới đang lượn lờ ở trên trời. Dự cảm có điều chẳng lành nên Cora lập tức đánh chuông báo động cho dân làng. Ngay lập tức trưởng làng đã tập hợp mọi người và mở một cuộc họp khẩn nhằm tìm ra cách đối phó với đám người trời. Đúng lúc này chuyện Gunner lén đem bán lương thực thừa của dân làng cho quân kháng chiến cũng được phanh phui. Nếu để kẻ thù của họ là mẫu giới mà biết được hành động tiếp tay đó thì coi như cả làng này đi bán muối một lượt. Anh thợ săn thì vẫn giữ quan điểm trung lập, khi ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó. Vốn dĩ anh chỉ trung thành với ngôi làng chứ chẳng hề đứng về phe nào cả. Gunner cho rằng thay vì e sợ thì hãy tỏ ra thiện chí với mẫu giới, do trước sau gì ta cũng sẽ là đồng minh của họ. Cora nghe đến đây liền lập tức bước tới cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của mẫu giới và đồng thời cũng nhắc nhở không được tiết lộ về sự màu mỡ của vùng đất này. Vừa căn dặn dân làng xong thì đoàn chiến hạm của quân đội hoàng gia cũng hạ cánh. Tên đô đốc Noble dẫn đầu đám lính bước xuống chào hỏi rất thân thiện, sau đó lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn muốn nhờ người dân ở đây hợp tác truy lùng đám phản loạn đang lẩn trốn ở hệ ngân hà này, và kế đến là chuyện chúng đang thiếu lương thực trầm trọng. Nếu như trưởng làng có thể cung cấp thì họ sẽ sẵn sàng trả giá cao gấp 3 lần thị trường. Đến lúc đó thì người dân không còn phải chân lấm tay bùn nữa mà có thể sắm sửa máy móc phục vụ cho mình. Mặc dù vậy, trưởng làng đã trực tiếp xin phép từ chối lời đề nghị hấp dẫn của Noble vì vốn dĩ đất đai ở đây rất cằn cỗi. Đã vậy mùa đông lại còn khắc nghiệt nên nuôi trồng được bao nhiêu cũng chỉ đủ nuôi thân của họ mà thôi. Thế nhưng bằng con mắt đa nghi của mình thì Noble không hề tin đám dân làng hồng hào to béo ở đây chỉ đủ ăn ngày ba bữa. Ngay lập tức hắn chuyển hướng tra hỏi sang người đảm nhận việc thu hoạch là Gunner. Anh chàng thật thà cứ thế khai rằng nói không có của để dành thì cũng không đúng, vì thật ra họ cũng dự trữ một chút lương thực phòng khi hạn hán mất mùa. Thế nhưng chừng đó là quá ít để có thể cung cấp cho quân đội hoàng gia. Rõ ràng lời khai của anh thợ săn hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà trưởng làng đã trình bày trước đó. Cảm thấy bản thân bị lừa dối khiến tên đô đốc tỏ ra rất cay cú. Cứ tưởng hắn sẽ cho Gunner một gậy vì cái tội không biết thân biết phận, nhưng ai ngờ người phải nhận án tử lại chính là trưởng làng. Đến lúc này thì mọi người mới tận mắt chứng kiến được sự tàn bạo của mẫu giới cùng những gì mà Cora đã cảnh báo trước đó đều là thật. Sau khi hành quyết xong người đứng đầu, Noble quyết định cho Gunner và dân làng ở đây thời hạn 10 tuần để cống nạp toàn bộ lương thực cho chúng, nếu không thì tất cả sẽ phải chịu chung số phận với kẻ đang nằm ở kia. Hắn ta còn để lại một đám linh canh gác nơi này. Binh nhì Iris lúc này cũng kích hoạt người máy tên là Jimmy để giúp mình vận chuyển đồ. Hóa ra những người máy như Jimmy từng là cận vệ trung thành của hoàng gia, nhưng tuy nhiên sau khi đức vua bị ám sát thì bọn họ đã tự động buông bỏ vũ khí đầu hàng, sau đó quay sang phục vụ cho nhiếp chính Balisarius. Đang cắm cụi làm việc thì Jimmy bị gã Marcus xả súng liên hoàn để chứng minh đám người máy hèn nhát này đã không còn khả năng chiến đấu từ lâu. Binh nhì Iris không hài lòng với hành động này của Marcus nên đã dũng cảm lao ra chống cự. May mà cấp trên có mặt kịp thời ngăn cản hai thanh niên tránh được một cuộc ẩu đả. Cùng lúc đó, dân làng cũng đang bàn bạc về việc hợp tác với đô đốc. Khuôn mặt của ai cũng lộ rõ sự sợ hãi lo lắng, nên sau một hồi thảo luận và tất cả đều đồng ý sẽ cố gắng nai lưng ra làm việc để chứng tỏ giá trị của mình. Chỉ cần đáp ứng đủ lương thực mà Noble yêu cầu thì chắc chắn họ sẽ giữ được mạng sống của mình. Cora bên này nghe xong liền thở ngắn thở trước sự ngây thơ của dân làng. Không nói không rằng, nữ chính liền quay về phòng thu dọn hành lý để chuẩn bị rời khỏi đây. Ông bác Hagen thấy vậy thì đã ra sức lôi kéo đứa cháu ở lại vì không muốn cô cứ mãi trốn chạy như thế. Để thay đổi tình thế, Hagen đề nghị Cora dẫn dắt dân làng đồng thời tìm kiếm những kẻ ngoài vòng pháp luật sát cánh chiến đấu cùng họ. Thế nhưng nữ chính không muốn làm liên lụy mạng sống của những người ở đây nên đã trực tiếp từ chối đề nghị của bác. Khi sắp sửa rời đi thì Cora phát hiện thấy đám lính có ý định làm nhục một cô gái. Binh nhì Iris lương thiện muốn làm anh hùng nhưng không may lại vấp phải sự truy cản của đồng đội.
không thể đứng im làm ngơ trước điều bất bình nên Cora đã trực tiếp vác dìu ra mặt. Vào khoảnh khắc bị chúng chĩa súng vào đầu thì nữ chính đã quyết định không trốn chạy số phận nữa. Cứ thế cô vung dìu lấy mạng hai tên, sau đó tước súng hạ thêm một tên nữa. Tuy bất lợi về hình thể nhưng bù lại kỹ năng chiến đấu của Cora rất siêu hạng. Không chỉ sử dụng vũ khí thông thạo mà cựu quân nhân còn biết lấy mưu chế cương và chớp mắt đã xử xong đám lính bất lương. Iris bên cạnh cũng không chịu khuất phục mà vùng dậy bắn chết đồng đội để yểm trợ cho Cora. Có điều tên chỉ huy lại đang bắt giữ cô gái làm con tin nên bọn họ không thể cứ thế mà nổ súng. Đúng lúc này Jimmy bất ngờ chạy tới nhặt khẩu súng dưới đất lên. Tên chỉ huy thấy vậy liền ra lệnh người máy hạ gục Cora, nhưng tiếc là Trinh Han mới là người bị thổi bay đầu. Nhìn cảnh tượng này, nữ chính và dân làng hiểu rằng họ không còn cách nào khác mà buộc lòng đứng lên để chiến đấu. Hôm sau, Hagen giao cho Cora một khẩu súng mà ông đã nhặt được trong lúc cứu cô vào 2 năm trước. Nàng ta cũng tiết lộ kế mình khi sẽ đi tìm kiếm vị đại tướng có tên là Titus. Ông ấy trước đây từng là anh hùng của mẫu giới nhưng đã quay lưng và dùng quân của mình để chống lại thế giới mẹ. Ngoài ra, Gunner cũng sẽ đồng hành với Cora để giúp cô ấy kết nối với quân kháng chiến, vì chỉ có anh mới biết được cách để liên lạc với họ. Trong chuyến hành trình, Gunner cũng đã biết được quá khứ trước đây của người mình yêu thầm. Cách đây nhiều năm về trước, quê hương của Cora đã bị tên nhiếp chính phản bội hoàng gia Bali Sarius và quân đội của hắn tàn sát giết chóc không thương tiếc. Định mệnh đã giúp Cora gặp được tên cầm đầu điên loạn thế, nhưng vào khoảnh khắc nữ chính bóp cò để báo thù cho quê hương thì khẩu súng lại hết sạch đạn. Chẳng biết Bali Sarius nhận ra điều gì ở Cora nên đã quyết định tha mạng cho cô bé dũng cảm. Sau khi giết cả nhà Cora thì tên tể tướng đã nhận nuôi cô bé rồi dạy dỗ huấn luyện trở thành một chiến binh thực thụ. Để thôi thúc những binh sĩ trẻ hiến dâng cả tính mạng của mình nên những kẻ cầm đầu sẵn sàng gieo rắc cho họ một tình yêu đẹp nhưng vô cùng mong manh. Tất nhiên Cora cũng không nằm ngoài kế hoạch đó. Trong sự hận thù và mù quáng khi mất đi người bạn trai thì nữ binh sĩ đã không còn là chính mình nữa. Dần ra cô đã trở thành một công cụ giết chóc điên cuồng phục vụ cho những cuộc chinh phạt bành trướng lãnh thổ của mẫu giới lúc nào không hay. Hôm sau hai người cũng đã đến được một thành phố cảng. Tại đây họ đã bắt gặp được một gã thợ săn tiền thưởng đang bắt quân kháng chiến về để giao nộp cho mẫu giới, và trùng hợp thay phạm nhân này lại là người mà mình đang cần tìm. Manh mối quan trọng đã bị cắt đứt nên cặp đôi đã quyết định vào một quán rượu để bàn tính kế hoạch tiếp theo. Ngoài bọn họ thì nơi này còn tập hợp rất nhiều chủng tộc khác nhau. Đang lúc nhâm nhi thì Gunner bị một tên béo tiến tới quấy rối cổng hậu ngay giữa ban ngày ban mặt. Không nhiều lời, Cora lập tức đập đầu đối phương xuống bàn rồi cho tên đũy được này biết thế nào là lễ độ. Sau đó nữ chính dõng dạc tuyên bố mình đang tìm kiếm tung tích của đại tướng Titus nên rất mong mọi người ở đây thương tình chỉ giúp. Thông qua một sinh vật kỳ dị, và Cora cũng biết được người mà họ cần tìm đang ở đấu trường Polex tại một hành tinh khác. Nhưng chưa kịp đi thì một lúc sau tên béo đã kéo theo đồng bọn của chúng quay lại để trả thù. Cơ mà mấy tên này chỉ đáng hạng tép diêu nên nữ chính đã không mất quá nhiều thời gian để có thể khiến cả lũ bay màu. Vào thời khắc tên béo định ra tay chơi lén Cora thì một anh hùng trùm đầu đã nhập cuộc hỗ trợ nữ chính bán xuyên táo gã gây sự. Không giấu giếm, và Cora lập tức chia sẻ kế hoạch chống lại mẫu giới để cứu dân làng của mình cho đối phương biết. Cai nghe qua thì rất háo hức khẳng định mình không phải thợ săn tiền thưởng mà chỉ đơn giản muốn giúp đỡ hai người họ. Đổi lại Cora có thể trả công cho Cai bất cứ thứ gì cũng được. Sau đó cặp đôi đã lên tàu của Cai bay ra ngoài không gian để đến một trang trại nằm giữa sa mạc cát. Theo nguyện vọng muốn tìm vài đấu sĩ để chuẩn bị cho cuộc chiến của Gunner thì Cai đã dẫn họ đến gặp một nô lệ tên Tazak đang bị xiềng xích lao động khổ sai. Tuy rằng bản thân cũng có mối thù sâu đậm với mẫu giới và muốn giúp đối phương một tay, nhưng Tazak lại đang mắc nợ ông chủ trang trại ở đây. Có điều số tiền chuộc quá lớn nên họ thì lại không có khả năng để chi trả. Thế vậy, ông chủ liền đưa ra giao kèo, nếu Tazak có thể thuần hóa được con thú ngoài kia giúp mình thì cậu ta sẽ được thả tự do. Còn nếu như thất bại thì mấy người bọn họ cũng sẽ bị xích lại để làm nô lệ cho ông ấy. Không còn cách nào khác nên Tazak đành phải đánh liều một phen. Cứ thế anh từ từ tiến lại, dùng sự chân thành đầy nhẹ nhàng để cảm hóa hắc điều. Dường như nó cũng cảm nhận được sự đồng điệu với Tazak nên đã ngoan ngoãn cúi đầu để anh vuốt ve, sau đó để người lạ leo lên cưỡi. Tuy vậy, việc cầm cương được hắc điều ở trên không lại là một chuyện khác. Ngay khi vừa cất cánh, nó đã phản ứng một cách dữ dội, không chịu hợp tác với Tazak và thậm chí còn tìm cách hất anh văng sang vách đá. Không nản lòng, Tazak liền bật dậy dùng hết sức bình sinh đuổi theo mãnh thú thật nhanh. May mắn vào thời điểm quan trọng, anh chàng nô lệ đã kịp trở lại vị trí thành công thuần hóa hắc điều. Đúng như thỏa thuận thì chủ trang trại đã vui vẻ trả tự do cho Tazak. Ngay khi anh vừa rời đi là gã chủ đã hí hửng leo lên người thú cưỡi định làm vài vòng, nhưng ai ngờ nó lại trở mặt trực tiếp hất ngã rồi xé xác ông ấy thành trăm mảnh. Bốn người lại lên phi thuyền để đến một hành tinh chuyên khai thác khoáng sản để cung cấp cho thế giới mẹ. Tại đây Cai đã liên hệ một thợ săn quái vật có tên là Nemesis. Nghe danh cô ấy đã lâu nên Cai rất muốn nữ thợ săn nhập hội để cùng họ chống lại mẫu giới, nhưng hiện tại Nemesis chưa thể trả lời vì còn đang bận giải cứu một đứa trẻ bị quái vật đầu người mình nhện bắt giữ. Tuy đã dùng võ mồm xin xỏ nhưng nó vẫn không chịu thả người nên rất nhanh đà nữ đã dùng hai tay hai kiếm chặt đứt chân của quái vật để giải cứu cho cô bé. Thế nhưng ngay sau đó nữ thợ săn đã bị nó áp đảo thấy rõ.
Gunner nhân cơ hội đưa đứa bé ra khỏi chỗ nguy hiểm, còn Nemesis lúc này mới yên tâm kích hoạt chế độ hủy diệt. Hai thanh kiếm thường đột nhiên biến thành kiếm laser đỏ rực. Tận dụng lúc quái vật để lộ sơ hở là Nemesis đã trườn xuống bụng để rạch một đường, sau đó tặng thêm nhát nữa vào thân trên trực tiếp kết liễu ả nhền nhện gớm ghiếc. Sau nhiệm vụ đó thì cô ấy cũng đồng ý chiến đấu bên cạnh Gora và những người bạn mới. Nữ chính lúc này cũng công nhận sự dũng cảm của Gunner vào lúc mà anh đã lao tới nguy hiểm để cứu cô bé. Đồng thời Gora cũng đã nhân cơ hội này để tiếp tục trải lòng với đối phương về quá khứ của bản thân. Sau nhiều cống hiến cho mẫu giới thì Gora khi ấy đã được thăng cấp lên vệ binh tinh nhuệ hoàng gia khi còn rất trẻ. Thế nhưng nữ chính không hề hay biết sự bổ nhiệm này là do cha nuôi mình dàn xếp với một ý đồ khác. Ngoài việc được góp mặt trong đội quân của hoàng gia thì Gora còn nhận vinh dự khi được đức vua tin tưởng giao công chúa Itza cho cô bảo vệ. Qua đó nữ chính đã nhiều lần tận mắt chứng kiến khả năng hồi sinh và ban phát sự sống kỳ diệu của cô công chúa bé nhỏ. Đức vua khi này cũng đã cảm nhận được sự mệt mỏi sau nhiều năm dòng dã chinh phạt khốc liệt. Điều mà ông ấy mong muốn nhất khi Itza lên làm nữ hoàng đó là cô bé có thể dùng lòng nhân ái từ bi của mình để thống nhất các hành tinh lại với nhau. Thế nhưng điều đó đã không thể xảy ra khi tên tể tướng Balisarius độc ác đã âm mưu giết hại dòng dõi hoàng gia và lên nắm quyền nhiếp chính. Trở lại với hiện tại, lúc này Gora và cộng sự của mình đã đặt chân đến hành tinh đấu trường. Qua thăm dò người dân ở đó thì họ đã tìm được đại tướng Titus đang nằm vất vưởng bên đường trông rất thê thảm. Đội quân hùng mạnh mà ông ấy lãnh đạo giờ đây đã tử trận toàn bộ, khiến đại tướng cũng chẳng còn động lực để chiến đấu nữa. Gora thấy vậy liền không cam tâm mà ra sức thuyết phục Titus mau chóng sốc lại tinh thần nếu như ông ấy muốn báo thù cho những binh sĩ của mình. Dưới sự động viên đó, đại tướng đã mau chóng thay đổi quyết định mà nhập hội cùng. Ở bên này, thợ săn tiền thưởng cũng đã đem người của quân kháng chiến đến cho đô đốc Noble. Sau khi có được thông tin mà mình cần thì hắn trực tiếp lấy mạng của tù nhân mặc cho đã hứa sẽ tha mạng cho gã khi thành khẩn khai báo. Cùng lúc đó, nhóm của Gora cũng đã đáp xuống một hành tinh khác để tìm thêm đồng minh cho cuộc chiến bảo vệ dân làng của mình. Tại đây, toàn bộ quân khởi nghĩa được bảo hộ bởi đức vua Levitica nên tất nhiên ông ấy cũng rất chào đón sự có mặt của Gora. Một lúc sau, hai chị em nhà Black Ark cũng xuất hiện và chính họ là những người mà Gunner đã bán lương thực để nuôi quân cách đây không lâu. Tuy nhiên, vừa trông thấy mấy người này là cô chị đã yêu cầu họ rời đi vì không muốn họ gặp nguy hiểm và làm liên lụy đến đức vua. Mặc dù vậy, Gora vẫn ra sức thuyết phục hai người cùng họ sát cánh để đối đầu với quân đội của mẫu giới. Đổi lại, để trả công thì họ sẽ cung cấp lương thực dài hạn cho quân kháng chiến. Ngay lập tức, cô chị đã từ chối mà nói rằng mình không cần lương thực của làng Gunner nữa vì đã có đức vua Levitica bảo trợ. Hơn nữa, việc chống lại sức mạnh của mẫu giới vào lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Đến nước này thì nữ chính cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa mà trực tiếp nhổ nước bọt vào mặt hai chị em rồi cho rằng họ là những kẻ ăn cháo đá bát. Chính những người nông dân như Gunner đã nhọc công trồng từng hạt lúa để cung cấp cho quân cách mạng những lúc ngặt nghèo, để rồi khi khó khăn họ lại quay lưng như thế này đây. Trước những lời chỉ trích đó khiến cậu em trai đã quyết định tập hợp một nhóm nhỏ tình nguyện cùng mình đến quê hương của Gunner để chiến đấu mặc cho người chị hết lời ngăn cản. Không ngờ sau khi họ rời đi là gã đô đốc Noble đã đánh hơi được tới hành tinh này. Bằng sự máu lạnh của mình thì hắn thẳng tay diệt trừ vị vua che chở cho quân kháng chiến rồi cho lính khai hỏa san bằng tất cả nơi đây. Không lâu sau đó, cả nhóm của Gora đã đến một khu chợ đen để giúp cai dỡ hàng xuống bán cho một tiểu thương. Tuy nhiên, với linh tính của mình thì nữ chính đã cảm nhận thấy có thứ gì đó bất ổn, và có điều khi cô phát hiện ra cũng đã quá muộn rồi. Lần lượt chiến hạm của quân khởi nghĩa đã bị bắn hạ, còn những thùng hàng cũng lập tức biến thành những con robot khống chế toàn bộ đám người Gora. Hóa ra từ đầu cai đã là một thợ săn tiền thưởng làm việc cho mẫu giới. Tuy rằng hành tinh của gã cũng bị chúng tàn sát một cách dã man, nhưng thay vì trả thù cho quê hương thì tay thợ săn lại bắt tay với kẻ thù để kiếm trác. Đúng là một tên đốn mạt không có danh dự. Vì muốn bắt chọn một mẻ cá lớn nên hắn đã kiên nhẫn lợi dụng mục đích chiến đấu vì dân làng của Gora nhằm tập hợp những kẻ đứng đầu danh sách bị truy nã. Đầu tiên là chỉ huy Black Ark thủ lĩnh đứng đầu quân nổi dậy khởi nghĩa, kế đến là đại tướng Titus lừng lẫy cùng hoàng tử Ta Giác Điền Trai và nữ kiếm khách Nemesis huyền thoại. Tất nhiên thật thiếu sót nếu như không kể đến Gora, kẻ bị truy lùng gắt cao nhất vũ trụ. Với chừng này chiến công hiển hách thì Noble rất tự tin sẽ được nhiếp chính trọng thưởng rồi đường đường chính chính trở thành anh hùng của mẫu giới. Sau đó Gunner bị ép phải lấy thông tin từ não của Gora, điều này đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ trực tiếp lấy mạng của cô ấy. Thế nhưng vào thời khắc quyết định thì anh nông dân đã phản kháng thẳng tay kết liễu tên phản bội cai. Gora cũng nhân cơ hội này mà thoát ra đoạt lấy khẩu súng bắn hạ binh lính của Noble rồi giải cứu mọi người. Nemesis cùng Black Ark cũng không đứng yên mà tả xung hữu đột hạ liên tiếp tên này đến tên khác. Ta Giác và Titus bên này thì vẫn miệt mài với khẩu súng trên tay để yểm trợ cho đồng đội. Thấy tình hình không ổn nên thủ lĩnh quân kháng chiến liền ra lệnh cho binh lính lên tàu rút lui, nhưng tên đô đốc đã kịp nhận ra ý định trốn chạy đó. Ngay lập tức hắn ra hiệu cho phi công khóa mục tiêu khai hỏa bắn rơi từng chiếc tàu một. Quá phẫn nộ nên thủ lĩnh Black Ark liền cầm giáo giận dữ lao lên tặng cho tên phi công một xiên rồi chấp nhận hy sinh tính mạng để cứu lấy những binh sĩ của mình. Chiến hạm cũng vì vậy mà mất lái rơi thẳng xuống dưới khiến Gora bỏ chạy thục mạng.
Sau đó nữ chính và Noble trùng hợp có mặt trên một chiếc phao đang lơ lửng trên không trung. Hai đối thủ vừa chạm mặt đã không chần chừ mà lao vào nhau để phân tranh cao thấp. Mặc dù sở hữu thân thủ nhanh nhẹn nhưng Cora khó lòng địch lại tên Noble tàn bạo. Nhờ có lợi thế vũ khí nên hắn đã chiếm được thế thượng phong đẩy ngã cô ra ngoài. May mà nữ chính kịp thời bám víu, sau đó nhanh trí tận dụng một sợi dây để quật ngã gã đô đốc rồi leo lên trở lại. Thừa thắng xông lên, Cora giở hết tài nghệ chống trả mọi đòn đánh của đối phương. Sau đó xoay người đấm vào hạ bộ sẵn tiện nắn tay của Noble và cuối cùng không quên tặng cho hắn một nhát vào chân đầy đau đớn. Bằng sự hận thù dồn nén bấy lâu nay của mình, Cora như hóa thú liên tục cho Noble ăn đấm thay cơm rồi kết liễu gã đô đốc bằng chính cây gậy mà hắn đã gieo rắc tội ác cho người khác. Sau chiến thắng đó, Cora và Gunner đã dẫn mọi người về lang của mình để nhận thù lao mà không mảy may hay biết rằng đô đốc Noble vẫn chưa đi đầu thai vì đã được các bác sĩ của mẫu giới cứu sống. Không những thế, hắn còn được diện kiến nhiếp chính Balisarius và được ông ấy giao cho một nhiệm vụ quan trọng. Liệu rằng tên đô đốc sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng nào khi quay trở lại, hay kẻ ngoại tộc Cora có thể cứu quê hương thứ hai của mình thoát khỏi thảm cảnh diệt vong được hay không?